đang đến với bộ phim đặc biệt trong tối ngày hôm nay của chúng tôi. Bộ phim có tên Sám Hối, The Living Sandbag. Tôi là Long, một võ sĩ, một nhà vô địch boxing. Đừng quên giờ tiền của tụi này, mà cậu mới có gì chứ ngày hôm nay. Không cần biết cô dùng cách gì, bằng mọi giá phải làm cho nó thân ngoại danh liệt. Số phận của gia đình cậu đang nằm trong tay của tôi. Cậu bán rẻ những điều cao quý nhất mà cậu đã đeo đuổi bao nhiêu năm để rồi được gì?